viên, đó là một lái tàu của tuyến đội Cát Linh Lông. Nên là với bản thân mình là một người trẻ tuổi, thì em cảm thấy điều đầu tiên là em thấy tự hào vì là một cái công nghệ mới, một là phương thức vận hành giao thông mới. Và cũng chỉ mong muốn là được một phần nào đó là cái giao thông hay là mạng lưới tàu điện của Việt Nam cũng chỉ mong được giống như bên đấy. Thì nó cũng sẽ sự gì thuận tiện đó cho cuộc sống. Cũng chỉ mong là một lần là cũng có thể là đưa gia đình sang Trung Quốc và cũng sang Bắc Kinh để thăm trải nghiệm tàu điện bên đấy. À, cô thường xuyên đi. Cô đi thì bây giờ cô nghỉ hưu cho nên thì thường thường là 3-4 lần cô đi. Toàn cảm thấy thích, thoải mái. Một tuần thì em sẽ khoảng 6 ngày em đi học bằng tuyến đường sắt này ạ. Em cảm thấy nó cũng ổn ạ. Nó khá là tiện lợi, kiểu thì bố mẹ em cũng không cần phải đưa đón mà nó cũng bảo vệ môi trường nữa ạ.